Video người đàn ông rút súng dọa người dân ở Hóc Môn, súng nhựa hay thật? Đoạn video clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một người đàn ông cầm súng có động tác giống như đang lên đạn thị uy, được xác định xảy ra ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip dài hơn 2 phút ghi lại hình ảnh một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc áo sơ mi, quần tây, đeo túi chéo trước ngực, đi bộ trước căn nhà và rút súng ở phía sau lưng quần ra, có động tác lên đạn rồi bỏ lại vào bên trong. Đoạn video trên thu hút nhiều lượt chia sẻ, bình luận của nhiều người. Theo tìm hiểu, đoạn clip được camera trước căn nhà trên đường Trung Mỹ, Tân Xuân, ấp Vạn Hạnh, xã Trung Khánh, huyện Hóc Môn ghi nhận vào ngày 3 tháng 10. Bà Nguyễn Thị Đê, 58 tuổi, tạm trú xã Trung Chánh, cho hay bà và chị gái, 62 tuổi, bị người đàn ông trong clip rút súng ra thị uy. Theo bà Đê, người đàn ông này là người quen của nữ hàng xóm nhà kế bên. Ngày 3 tháng 10, ông này đi xe máy tới thăm nữ hàng xóm. Khi đó bà Đê cùng chị gái đang làm và bán dưa chua, thì ông này đi tới đập tay vào xe máy, rồi lớn tiếng chửi bới. Thấy vậy, bà Đê cầm điện thoại ghi hình. Ông này rút súng từ trong người ra, có động tác giống như lên đạn. Hai chị em bà Đê liền chạy vào nhà đóng cửa, báo công an và không dám ra ngoài. Công an xã Trung Chánh sau đó đã có mặt ghi nhận sự việc. Người đàn ông thấy vậy rồi đi. Theo bà Tê, người đàn ông này đã có lần cùng nữ hàng xóm tấn công em ruột của mình. Vụ việc xảy ra vào hồi tháng 6 năm 2020 và đang được công an giải quyết. Nguyên nhân vụ việc là do trong quá trình xây dựng nhà ở, gia đình bà Tê đã nảy sinh mâu thuẫn với hàng xóm và không tìm được tiếng nói chung. Công an xã Trung Chánh đã lập hồ sơ bàn giao cho công an huyện Hóc Môn xử lý. Theo một nguồn tin, bước đầu người đàn ông trong clip khai nhận khẩu súng là súng nhựa đồ chơi. Sau một thời gian dài bị nghiêng tới 45 cm, lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa được lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân sinh sống nơi đây. Việc tháo dỡ sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt được xây dựng từ năm 1996. Hơn 2 năm trước, xuất hiện tình trạng nghiêng lún khiến cư dân bất an. Đầu năm 2019, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kiểm định nghiêng lún cho thấy chung cư bị nghiêng 45 cm so với phương thẳng đứng, vượt giới hạn cho phép nhiều lần. Quận 1 đã di rời khẩn cấp tạm cư gần 40 hộ dân lô E đến các nơi ở khác nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Chung cư bị nghiêng xô hẳn về phía trước, trên tường vẫn còn nhiều vết nứt lớn kéo dài. Nứt sơn đã cũ vì đã tồn tại hơn 20 năm. Các cửa sổ, cửa chính được thợ dùng búa đập bỏ, tháo khung sắt. Hàng rào ở các ban công, tay vịn cầu thang được gỡ bằng máy cắt ga gió. Sau khi tháo dỡ toàn bộ phần phụ, đơn vị thi công sẽ khoan cắt, đục bê tông từ tầng thượng xuống dần các tầng tiếp theo. Việc tháo dỡ lô E chung cư 518 Võ Văn Kiệt thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân quận 1 sau khi được sự đồng thuận 100% của các hộ dân sống trong khu chung cư. Liên quan đến vụ án văn quán Riverside, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Ninh, sinh năm 1988, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đầu năm 2018, Ninh thành lập công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside. Sau khi đó, Ninh huy động vốn thực hiện dự án văn quán Riverside, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. Thực tế, công ty Hoàng Cầu Riverside không có dự án và không có giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án có tên trên. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác minh trên địa bàn quận Hà Đông không có dự án văn quán Riverside do công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Cầu Riverside thực hiện. Thực chất, khu đất mà công ty của Ninh giới thiệu là văn quán Riverside là đất nông nghiệp thuộc khu 3,4 hectare của hợp tác xã Yên Phúc. Và hợp tác xã này cũng cho biết không ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh với công ty cổ phần Hoàng Cầu Riverside, không có người tên Ninh đến hợp tác xã để liên hệ mua đất, thuê đất bằng thủ đoạn vẽ dự án ma rồi quảng cáo rầm rộ. Ninh đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều cá nhân. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra. Để nhường đất triển khai dự án nhà máy xi măng Hoàng Mai, năm 1996 thì 21 hộ dân tại xã Huỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai của tỉnh Nghệ An đã di dời đến nơi ở mới. Từ đó đến nay, cuộc sống của họ đã ổn định trên diện tích đất được bố trí tại khu tái định cư này. Tuy nhiên, 2 năm gần đây khi mà người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới vỡ lẽ ra, đất mình đang ở và sử dụng không có đủ điều kiện để cấp sổ đỏ.
xóm 14 xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai chính là một trong những khu vực tái định cư Đồng Chin, được quy hoạch để đưa 21 hộ dân nhường đất phục vụ xây dựng dự án nhà máy xi măng Hoàng Mai vào năm 1996. Thời điểm đó, họ đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Thời đó là khoảng được 2.500, tỉnh bình quân là 2.500 mét vuông. Thì trong lúc đó thì dân chúng tôi ra đi xuống tại định cư mới thì nhìn là được 10 mét mặt đường số 40. Chỉ vừa rồi chúng đấy đâu khi là không than ủi mặt bằng rồi chúng tôi kêu gọi mãi là khi ủng hộ cho một hộ được 500.000. Nên dân bắt đầu sàn đâu ủi mặt bằng đâu bắt đầu về làm nữa. Đồng đều, mỗi hộ được cấp 400 mét vuông, gồm 200 mét vuông đất ở và 200 mét vuông đất vườn, cuộc sống ổn định từ đó đến nay. Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, khi người dân đi làm thủ tục thì mới vỡ lẽ, những thửa đất mà họ đang sử dụng lâu nay đều không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu như bây giờ họ không có hồ sơ minh chứng thực hiện nghĩa vụ tài chính, thì theo quy định, tức là tại các cái thời điểm giao đất, thì để xác định là cái tiền sử dụng đất phải nộp, là ví dụ như 50%, hay là 100% tiền sử dụng đất, thì đó là theo quy định của các luật đấy. Trong khi đó, năm 1996, Hội đồng Đền bù và Ban Giải phóng Mặt bằng, dự án nhà máy xi măng Hoàng Mai định giá phần đất ở của 21 hộ là 87 triệu đồng. Công ty xi măng Nghệ An, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm chi trả. Trong đó, 10% nộp tại xã và 90% nộp vào kho bạc huyện Quỳnh Lưu. Như vậy, việc yêu cầu 21 hộ dân chứng minh nghĩa vụ tài chính là rất khó, bởi họ không trực tiếp thực hiện nghĩa vụ này. Trong hơn 15 tỷ rưỡi mà chi trả cho cái đền bù giải phóng mặt bằng ở mặt bằng nhà máy ấy, thì tôi khẳng định một điều rằng là Hoàng Mai đã chi trả đầy đủ và hoàn thành. Nếu không có chi trả đầy đủ hoàn thành thì làm gì 21 hộ dân được có được cái đất khu tái định cư, và Hoàng Mai làm gì có quyết định để thu hồi đất và có quyết định của Ủy ban tỉnh thu hồi đất và bàn giao đất cho Hoàng Mai để làm cái dự án này. Và cái dự án này đã được quyết toán vào năm 2001, thì rõ ràng tất cả những cái nghĩa vụ về tài chính, về cái đền bù giải phóng mặt bằng thì Hoàng Mai đã hoàn thành. Trở lại năm 1996, để kịp tiến độ cho dự án xi măng Hoàng Mai, Hội đồng Đền bù Giải phóng Mặt bằng đã hoàn thiện các thủ tục cấp đất để di chuyển người dân chỉ trong vòng vài tháng. Vậy thì nay, để xác minh và hợp thức nghĩa vụ tài chính, trách nhiệm chính quyền các cấp và ngành liên quan phải làm lúc này là làm sao cho 21 hộ dân tại đây có quyền lợi hợp pháp và chính đáng của mình.